ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើកាពិផាវឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ថែមទាំងរក្សាទុកបានយូរចំពោះវិធីធ្វើនេះផងដែរគឺយើងធ្វើខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅតាមប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជានៅតាមតំបន់ផងដែរចាំចឹងដើម្បីកុំឲ្យចាំយូរសូមទៅតាមដានពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា ដំបូងនឹងខ្ញុំមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសយើងយកទៅលីងឲ្យបានឡើងក្រហមល្អបន្តិចសិនចាំចំពោះខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានខ្ទឹមទូចៗដូចនៅខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំប្រើខ្ទឹមក្រហមធំធំណាចាំនៅពេលដែលយើងលីងបានប៉ុណ្ណឹងយើងទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកគឺយើងចិញ្ច្រាំស្អើសាច់ជ្រូកចំពោះសាច់ជ្រូកនេះបងប្អូនចង់ប្រើសាច់សុតក៏បានប្រើសាច់ជ្រូកបីជាន់យើងក៏បានដែរចាយើងច
Chạm bắn tọp mặc tiết cư nên xong miên trái chá. Trái chá cư nên xong đạp bi cần tối. Chà cư dương bè ở bộ dô ở bài chân nhá. Chà dô tập này sạch tế dương dô một bộ của bàn mọt lộ. Và dân chị ở sơ mọt của bàn này. Chạm bắn tọp mặc tiết cư dương dô cái tâm mật tế. Để dương bàn liên nhầm bánh mình nâng. Cư dương dô một đạp bọc đá. Chà dương bọc của bàn ở mọt lộ nó bông bốn. Chà nắp bè đặc tâm mật tê rộ bao giờ bọc mọt bàn bình đi hái cư nên xong chạp đàm đạc cặp bị chốt. Trong bộ cặp bị này cư nên xong đạp rộ màn bây sập rịa bài. Chà dường đạc cặp bị dường có mọi đạc tràn bê. Cả nạ đạc tràn bê vừa ai cặp bị ở phạm rộ bao giờ bài á ọt chân ngàn nhỉ. Nơi giấy tớ cư dường đạc tam bà rì màn chùm nguồn ở sạch trúc hay nâng sạch trái. Chà bà dân chư dường đạc sạch trúc tràn hay nâng trái trái tràn cư dường đạc cặp bị tràn cư ở đây tê. Chà nó phải để dựng bọc bị phai cho mùi nâng một tay cái tâm nâng bàn sọp lọ hay cứ nâng xông vô mặt chạy châu nâng nông chàn thông bị bụi tạp bà rạp bà nâng xông tâu chá. Chà bàn tạp mặc tiết sạch chụp hay nâng trái chào bánh mạnh nâng cứ dựng vô mặt đã châu hay dựng lìa cường dựng tầng ở nâng ngay bàn sọp lọ. Bà sân chị bông bà ôn miên tạp bà thông bông bà ôn bọc nâng nông tạp bà nâng tèm đông của bà này chà bà chăm vô mặt đã châu mặt nông chàn đối nâng xông mến á. Chà bà tọp bây dân lìa gặp bị cho mùi nâng trái sẽ chụp bà dân mọt lò hái cứ dân tục mì lại sần. Ở lời này dân chạp đàm đã kết hợi cả đá. Dân đã bình chá chốt bàn tọp mọc tiết. Chà gặp bị để dân lìa cường ở bánh mây nâng. Chà cho mùi sẽ chụp cho mùi trái chá nâng cứ dân chôn bà đã chôn tăng ở tay mà đón. Chà hơi dân chà gặp bị dân ở riêng chân bình tệ sân. Chà bù ở gặp bị phai ní cứ dân bà bình chá riêng chân bình tệ chất bông bốn. Chà tay có mến tràn là hô to tay mơ tới khuyên prê nhờ lợp ở lâu ngay đây chà mơ là mồm. Chà bà tọc máu cư nên xong đã sko xó chùm nuôn ở bây tự buôn sắp rịa bái á ná tam cho nấu chật. Chà bà tọc mặc tiết cư miên ở mà xa sụp món chùm nuôn mùi sắp rịa bái phong đáy. Chà chùm bù hát trông còn lại ní cư dơ ngọt bên pra tực trây hay nâng ngọt bờ ấy tiết tê bì bụi ấy vì miên ở chiệt prai chanh bì cập bị dơ ngân á. Chà hai nên xong bật thêm cho mùi nằm mặt tê hồi á. Vì bụi nên xong cho chất nhằm hờ là bông bồn. Chẳng bà xanh chị bông bồn ở chế hờ là bông bồn bà chạm đạm mặt tê thêm rồi nên xong của bà này. Chà dân chà bà năng máu hai bông bồn ở phụn á. Chà bà xanh chị sơ cường ấy bông bồn thêm thôi tự tam cho nấu chật. Hai trong cơ kê bông ớt cứ dân ớt play tê cho mùi nâng sẵn đáy đầy bọc. Chà sẵn đáy đây nếu cứ chưa sẵn đáy đây để dân ban linh cho ân hái. Hai dân bọc nhung nhung tích tích chân máu chà bà chạm bọc mọt bế. Chà bà năng máu cứ rủi ro lại bông bồn chà chà bị bây tà lọp tư tứ. Cứ bọc có bị phai rồi bà dân cứ thay cho ân hái. Như vậy bị rô chiệt vinh cứ thay chân anh khăn mến tên. Chà là cặp bị ní cư nên xong thua tay vì thi ní tế bóng bốn. Chà là ní cặp bị phai rồi bà nên xong cư cho anh rủi ròn hay bóng bốn cho bố vì thi thay ra xa vánh. Cư bóng bốn đã cho nó khăn nông đọp xa át á. Chà hai cổ cùng rộp ấy chật bà chạm tục khăn nông tu tự cơ ấy tê tục ở lại dân thầm đá nâng cư thay tục bàn rọc khai ọt chè khô chè. Chàng chân chăm chúc khăn nông ở video cài tiết ở con chà chùm rịp lì á.